À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game Heroes 7. Mình là Totanwa, Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của phe thiên thần. Ở tập trước thì mình đã quyết và đã chiếm được thêm một cái thành nữa ở cái vùng này. Ở đây, một thành của ma quỷ và mình tuyển một cái con nhện cho cái phe của Ona. Và mình đã tậu thêm một em tướng nữa để cho em ấy chạy đi lòng vòng, đi... thế nào nhỉ? Đi chủ yếu là nhặt đồ. Chủ yếu em này là đi nhặt đồ, chả làm gì khác ngoài nhặt đồ. Còn em này thì vẫn chủ lực là tấn công của mình. Tình hình nói chung nó vẫn là như vậy. Và bây giờ thì hình như lượt trước mình cũng hết cái việc để làm nên mình sẽ qua lượt đó. Tài nguyên thì cũng có kha khá đấy, nhưng mà bây giờ chắc mình phải kiếm thêm ít tài nguyên nữa rồi. Tình hình là thằng đỏ bên này chưa thấy nó đâu, nhưng mà chắc là đến một lúc nào đó mình phải xa đất của nó để hỏi thăm. À, nhầm, em này. Cái gì mà không phải đánh nhau mà nhặt được thì cứ nhặt á. Ai, đánh nhau với... Đánh thằng này đi, nó cũng không mạnh lắm, là nó cũng tương đối thôi mà. 29 con Minotaur. Chắc ăn được. Mình sẽ dồn lốt quân mà mình mới tuyển được ở cái tướng kia sang tướng này để cho nó mạnh hơn một chút xíu. Mình nghĩ là như vậy và có thể là mình sẽ bắt đầu phải nâng cấp thiên thần lên rồi để mình có thể có thêm thiên thần ở đây. Hiện tại lính cận chiến của mình khá là củi, mình gần như không có lính cận chiến. Gần như là không có lính cận chiến. Rồi. Minotaur này, Minotaur thường không phải Minotaur đời 2. Nhưng mà nó đông, số lượng nó rất đông. Như vậy thì khi chúng ta tấn công sẽ rất là mệt. Quân của mình thì chưa được bổ sung nhiều. Nếu mình không bổ sung thêm quân, khả năng thằng đỏ mà nó vượt biên giới qua cái cầu nó sang đất của mình là mình sẽ gặp vấn đề đấy. Vì hiện tại quân của mình thì chứ ngoài thằng người đá ra thì chả có thằng nào chịu đòn. Mà người đá với cái thằng Minotaur này thì cũng chỉ ngang nhau thôi mà số lượng quân nó đông quá. Phát sư lửa nó dùng phép thoải mái, đối với lính thì dùng phép thoải mái cũng sẽ hết mana, nhưng mà tướng thì mình sẽ hết. Tấn công như thế mà mãi cũng chưa thôi. Mãi chết được 1-2 thằng. Ồ, bóng này chết được có 1 thằng rồi. Ôi, nó đập người đá mình này, xem mất bao nhiêu quân không. Wow, chết luôn 2 thằng người đá, mất đan 500 máu cơ. Ôi, mạnh thế. Ôi ôi. Chết nhả, hồi người đá ngay không kiểu là mất người đá. Có 150. Chết mất 2 thằng đá rồi. Bây giờ phải hồi nhau một kỳ lên được đủ. Hồi lên đủ được là cả một vấn đề. Châu bò, nó vẻ trâu lắm.
Đúng là trâu thật. Giờ nó đánh thêm một thằng nữa của mình là mình sẽ rất khó trong việc hồi máu. Nhưng nếu như chúng ta có thêm thiên thần thì thiên thần nó hồi một phát đầy luôn cơ. Thiên thần rất là hồi sinh, hồi một phát là đầy luôn quân. Chết rồi, có 1 đến 2 thằng. 2 thằng 14. Hay quá, được bắn phát nữa. Ôi 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 ôi. Ôi ôi chết. Chết hai thằng lửa mình nó. Sao người đá mình không tấn công được nhỉ? Còn nó chết, chết oan quân. Từ đã. Người đá. Rồi, cá rô rỉa nó đã. Quân của mình đang hơi yếu rồi, mình chắc phải tuyển thêm quân. Lại đập thằng mình. Nào. Mình sẽ phải hồi máu thêm phát nữa. Mình không tấn công được nó, chỉ được phản đan. Hình như nó có cái skill gì đó đặc biệt mình không biết. Sao thế nhỉ? Thằng Minotaur. Mình chưa biết cái skill của nó là gì nhưng mà khá thú vị đấy. Vẫn đang chết một người đá. Cố gắng hồi lốt người đá này lên. Hai con. Chắc là hồi được người đá. Chúng ta mạnh về hồi đá, chưa bao giờ là mạnh. Thiên thần chưa bao giờ mạnh về sát thương. Ba con, tốt rồi. Mày ăn đi. Ờ rồi, tốt. Đừng chết vội. Đừng chết, nó chết vội. Ồ, may quá. Đây rồi. Phát này là hồi đầy máu quá. Hồi đầy quân. Không. Ăn nó. Quá tử lý thì cứ một chúng ta mới thể giành chiến thắng mà tổn thấy tổn thất bằng không. Không dễ gì được 9.000 kinh nghiệm đâu. Cộng 10% kinh nghiệm này. Hay quá. Ôi lê la, chúng ta lên cấp 18 rồi đấy. 1.000. Và những trận đánh về sau này, càng về sau này các trận đánh càng ngày càng phức tạp và khó khăn. Ôi ôi, màu vàng là chúng ta không đánh được đâu. Đây này có cái con đường đi xuống âm ti địa ngục à? Chả biết được. Bên này thì có thằng màu đỏ nó chiếm được cái thành bên đấy. Thôi mình cứ kiểm soát cái thành bên này đã. Cho em này đi mua quân. À, quên mất mình không mua được full quân rồi, phải cắt bớt quân về thành á.
Rồi. Qua lượt. À, nâng cấp. Đang dành tiền để nâng cấp thiên thần mà nhỉ. À đúng rồi, đây có thể lên được thiên thần rồi. 12.000. Thiên thần lên được rồi. Thằng này là thằng nhà vô địch. Bên này thì chúng ta chơi mình thơ chơi mình thiên về hồi phục, nên là mình nói là mình sẽ tuyển thiên thần. Đây. Chúng ta sẽ có một cái lính gọi là lính thiên thần đây này. Nó có khả năng phục hồi và máu thì rất trâu. Nhưng mà chắc là mình chưa có tiền để mua lâm để đấy thôi. Thành này thì chắc là chưa có tiền để mà xây dựng. Ôi, qua lượt đã. Các bạn thấy chưa, càng về sau này nó ban đầu thì có vẻ nó easy đấy, nhưng mà vì càng về sau nó mọi thứ nó càng trở nên khó khăn hơn cho chúng ta đấy. Nó không đơn giản như lúc đầu nữa, mọi thứ nó không còn easy nữa rồi. Cái lính ở trong thành này thì chúng ta cũng không vội vàng phải mua, bởi vì là sau này chúng ta không qua tuần chúng ta vẫn có thể mua được tiếp, nó sẽ cộng dồn. Nhưng còn những cái lính ở các cái vùng này, nếu chúng ta qua tuần là không mua chúng ta sẽ mất. Nên là mình sẽ ưu tiên mua những cái lính này trước. Đấy. Mình sẽ để dành tiền để xây dựng các công trình khác. Bây giờ thì đi nhặt được cái gì nhặt á? Tiền này. À, có anh người đá. Trận chiến giữa với người đá này. Mình sẽ phải luyện cấp cho tướng, đồng thời phải tuyển quân. Chà 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 chà. Mười tám anh người đá. Người đá này thì chạy chậm. Ui ôi, không chết một thằng nào luôn. Sợ thật vãi. Mà chết thằng người đá máu trâu thế nhở. Ui ôi, ba phát tấn công chưa chết thằng nào. Nó tận 250 máu sao nhỉ? 200 bao nhiêu máu nhỉ? Một thằng. Ôi ôi. Ôi ôi. Vãi. Người đá của mình phải lên làm tường, không là chết. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. À, người đá của mình đam to thế. Có khi mình phải mua lại cái đội quân Sister, em Sister để nó hồi máu rồi. 60 máu một lượt là con số rất lớn đấy các bạn. Thậm chí còn hơn nếu như mà mình có để nó giết được thêm một thằng người đá nữa thì mình bắt đầu mới tấn công. Để nó hồi máu. Hồi bây giờ nó chỉ hồi được máu, không hồi được quân đã chết. Núp vào bụi cây này. Phòng thủ. Bắn. Phòng thủ phát đây. Nó đánh mình mà sẽ không được người đàn à. Nó chỉ tấn công được thằng người đá ở lượt này. Mất một người đá của mình thôi. Được rồi. Hết tinh hồi máu cho thằng người đá. Chứ đỏ nó đi ra được khu vực này là phải cho quân bảo vệ ngay. Nó lởn vởn ra đây là nó phơi chết mấy thằng lính cận chiến của mình ấy. Nó phơi mất mấy thằng lính yếu yếu này. Đúng là người đá trâu thật.
vật lý. Ôi dồi ôi, bắn mãi không chết được một thằng. Hay quá, được một thằng. Như đá rồi. Đây, hướng này tấn công được cao nhất này. Mà cũng có thể bảo vệ được luôn mấy thằng. À, hay quá. Chúng ta đánh được cái skin gây choáng, người đá nó gây choáng. À đúng rồi, người đá nó có cái skin đánh choáng, lúc nãy mình đánh được một phát choáng trong vòng 3 lượt. Rồi, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Lượt thì mày chết, nó mất lượt trong vòng 3 lượt. Một lượt là lượt này lượt thứ hai này. Tranh thủ khử nó đã. Người đá có đập vào là bị choáng à? Đá đập vào đầu đúng không? Bị đá đập vào đầu là choáng thôi. Thú vị. Anh em mà bị đá đập vào đầu là bị choáng đúng không? Đấy. Người đá này. Người đá lần trước gặp em Medusa hết cả phép luôn, không làm gì được. Nhiệm vụ em Medusa chủ yếu là hóa đá đối phương, nhưng mà lại gặp phải đúng anh người đá. Hôm nay thì đá bị đá đập vào đầu. Bắn tiếp đi em ơi. Hạ bớt quân nó đi, còn 7 thằng tốt rồi. Hướng này vẫn là hướng tấn công được đam to nhất. Không ăn thua nữa rồi. À, chết thằng cái trưởng lửa mình. Không sao, mình sẽ hồi máu cho hai thằng này luôn. 760 tiết. Thằng này bị tầm gần thì phòng thủ đi, đừng đánh tận chiến, nguy hiểm lắm. Không nên đánh cận chiến với mấy thằng người đá. Phòng thủ. Mấy thằng này thuộc dạng mấy thằng trâu bò, không nên đánh cận chiến luôn. Đánh ở đây thì được nhiều nhất nhưng mà lại không bảo vệ được quân. Đánh hướng này, thế. Thôi, đánh đây để còn bảo vệ được cái bọn nằng này. Bọn kia hồi máu dễ hơn để nó ít. Người đá này mà cứ đập một phát gây choáng thì tốt nhỉ. Một phát gây choáng của nó là ra thóc ra gạo phết đấy. Mày á. Thằng này không dùng trưởng lửa được. Ôi dồi ôi, phép hồi máu, phép thuật của mình gần hết rồi. Bắn tối đa số lượng quân của nó xuống đã. Bắn đúng là người. Một thằng nữa, còn hai thằng thôi. Rồi bon nốt thêm được đánh, tốt quá, tốt quá. Người đá đâu? Nhốt nó vào luôn nhỉ. Hướng nào tấn công chỉ được một. Rồi, nó xong rồi. Nó còn có một con là nó cũng hướng này. Một cần. Xong. Chà, hơn 10.000 kinh nghiệm cơ mà. Thảo nào. Hơn 10.000 kinh nghiệm đấy.
chúng ta sẽ nhặt được cái gì đây? Cái bản Herod này nếu mà nói thực sự ấy, về mà để tư duy chiến thuật thì nó còn phức tạp hơn. À, crossbow, một cái nỏ liên châu. Chúng ta sẽ được cộng cái gì? Cộng một ranger cho các đơn vị tầm xa. Tấn công ranger. À, chúng ta có hai món insect tem. Barbarian armor, đây chúng ta có cái này và cái này nó là cùng bộ với nhau à? À, nó là đồ bộ ấy. Cái này chúng ta có một. Cái này chúng ta có hai món này. Full set của nó chúng ta sẽ được hỗ trợ thêm một số thứ. Đây, nó được cộng những cái này. Là nó full cho bộ. Hết mana. Được khá tiền. Thôi cứ để dành tiền đã. Đi hết cái chỗ này xem nó là cái gì. Sau tuần tiếp theo rồi đúng không? Ở đây có một con gì đây? Con rồng hay con đại bàng gì đó. À, có nghĩa là đi con đường này. Nếu như mình giết được con đại bàng này thì mình sẽ đi được qua cửa xuống dưới này, và kẻ địch cũng có thể tiến được thêm theo đường ấy. Nếu như mình không giết nó thì mình sẽ ngăn không cho đối phương có thể tiến được lên, đúng không? Vậy thì mình cứ để nó đấy đã, giống như cái thằng Titan đứng gác ở cổng ở thành bên kia. Một quân em à. Tốn cái gì nhỉ? À, đá. Ồ, thiếu tài nguyên nghiêm trọng. Hai cái nại này. Cái khoai chứ nhỉ? Thiếu tài nguyên không mua được. Chắc là mình... À đây, cái này. Chắc phải đi... Tài nguyên. Ôi, Seven đánh làm sao được. Underground địa ngục. Ôi, quá mạnh lắm. Một viên đá vợ. Một viên là để mua được cái con gì rồi. Đây đúng không? Hai con rồi, bây giờ còn thiếu thằng người đất này, này. Thiếu cái tài nguyên này. Đây. Shadow. Đây, đánh thằng này trước đi. Đúng người đá luôn này. Thằng nhân này thì à, cứ loanh quanh đây để mua quân nữa. À đây, xây công trình này nó sẽ có thêm cái tài nguyên đặc biệt theo theo lượt đây, mình sẽ xây rồi để kiếm tài nguyên đấy. Còn cái này nó tăng về khả năng phòng thủ. Mình cần tài nguyên hơn. Mình nghĩ là như vậy. Lượt tiếp theo nó có tác dụng gì nhỉ? Nhào quá. Đó, chúng ta có được thêm một cái tài nguyên là đá này.
ra một lượt theo lượt. Nó random những thứ mình đang cần. Một lượt nữa là chúng ta sẽ tuyển. Đang tích tiền á, tích tiền để xây cái này tốn gỗ à, gỗ thì thoải mái đi. Cái này tốn đá, đá cũng không phải là thiếu. Cái này 500 đồng. Mua được xây được. Những cái này nó không đắt lắm thì chúng ta sẽ xây. City Hall level 9, mình sẽ xây những công trình nó không tốn hoặc là tốn những cái tài nguyên mà mình có nhiều. Còn lại mình sẽ tích tài nguyên để mình nâng cấp tốt thiên thần lên ạ. Phải đến lúc là chúng ta phải tuyển thiên thần rồi. Có thiên thần thì chắc mới đánh được mấy con quái to này. Chứ không thì hơi khó. Bây giờ còn thiếu thằng này nữa à? Nó ngẫu nhiên được một trong ba cái tài nguyên này. Cái này và cái này ngẫu nhiên. Cái công trình đấy. Cái này tốn gì? Đá và gỗ à? Những thứ đấy thì không thiếu lắm. Đá và vàng. Được, những tài nguyên này chúng ta sẵn có. Gỗ, đá và vàng. Được. Không. Những công trình nào mà tốn những loại tài nguyên đặc biệt thì mình sẽ để lại. Không được, tốn lắm. Bây giờ mình sẽ phải mua quân để mình chiếm được các cái mỏ tài nguyên đặc biệt kia. Hiện tại các cái mỏ tài nguyên đặc biệt kia thì toàn những cái con quái rất là mạnh, nó phòng thủ nên mình không chiếm được. Đấy. Rồi. Thiếu một cục đá này nữa là mua được full quân luôn. Hai trăm hai mươi thằng. Phải ăn thôi, không ăn thằng này thì làm sao có cái mỏ này được. Úi dồi, nó cũng dạng kiểu người đá nhỉ. Xem ra chết được có 3 thằng. Thì có thể hợp nhất với cái đội quân kia mới có thêm được mấy con pháp sư pháp gieo này thì mình mới mạnh được. Chứ không thì nhiều lắm. Quân đội lên mà phòng thủ bắn đấy, chết 10 thằng, 12 thằng, 10 đá lên đây cho anh. Ha ha ha. Không đáng kể. Chúng ta phép thuật thì nó có rất nhiều phép đấy, nhưng mà mình mới chỉ sử dụng có một vài phép thôi, bởi vì cái thành của mình chưa nâng cấp phép thuật công trình phép thuật lên nên là nó chưa học được nhiều phép. Còn đúng ra tướng của mình nó học có thể học được phép cấp 5 rồi đấy. Mà vì chúng ta chưa điều kiện cấp. Người đá. Ai là chết một thằng của mình đấy. Nó cũng hổ quá chết đi. Oh.
Ôi, sao nó đánh đằng sau lưng chết mất 3 thằng người đá này cơ à? Mày được đấy. Ôi hồi có một thằng. Nó hơi mạnh đấy nhỉ. Đam phòng thủ đi, 6 đến 7 thằng. Ôi chà, hai trăm mười, xem nó đánh đâu tiếp. Ôi, nó đập phát xuống lửa mình. Mình chết luôn, vãi trưởng. À, mana mình rất nhiều. Cái này là hồi được cả người đá, cả người đá vẫn còn. Hay quá. Ô, bắn. Đánh từ đây chết nhiều nhất này. Bắn từ sau đây mà chết nhiều nhất. Á chà, vẫn phải mấy phát nữa mới hồi được đầy máu. Đánh về băng. À, tốt rồi. Phát hồi này là hồi được phát nhiều phết đấy. Tận chiến rồi, người đá vẫn còn chết mất một con nữa. Mình cứ cá rô rỉa nó đã. Chiến thuật của chúng ta là cá rô rỉa. Úi dồi ôi, được cái con này nó búp đam lên hay thế. Quay nó lại nhỉ. Hồi máu phát nữa là người đá đầy quân. Rồi có thể nó cứ búp đam cho đam bằng quân. Bằng quân. Hay quá. Đây rồi, phát này là đầy full quân luôn. Phòng thủ đi em. Bắn tên. Quay chặt nó lại, không cho nó di chuyển. Thiên thần là mạnh về phục hồi mà. Đấy, nó được búp đam của cái con này. Cộng thêm đam của bóng tối, vãi chưởng thật. Phép thuật đặc biệt. Nếu mà có thêm thiên thần nữa thì cũng không cần em sister thật. Và chúng ta sẽ lên cái này. Lên cái này sẽ Master Rank gì đây. Novice Paragon. Rồi, nhặt tài nguyên, nhặt tài nguyên.
cắm cờ vào đã. Rồi, hay quá. Crystal thì có, nhưng mà chúng ta lại đang thiếu cái công nghệ tài nguyên là một vấn đề đau đầu. Rồi, chúng ta đã tuyển đủ đội quân đây rồi, và chúng ta sẽ không đưa cái chỗ quân này xuống cho đây, quánh đây nữa. Phát triển xây công trình gì tốn gỗ à, gỗ đá à? Được, cấp 6 không phải quá tốn kém mình xây nữa. Công trình này thì bây giờ mình chỉ chờ để có đủ tài nguyên để nâng cấp thiên thần Crystal. Đủ để nâng cấp thiên thần, mình vừa dùng hết mất đá rồi, từ sau là nâng cấp được thiên thần rồi. Sợ mà mình chưa chắc biết mình có đủ tiền để mua thiên thần không, phải có các tài nguyên đặc biệt thì mới mua được thiên thần. Bây giờ tiền của mình cũng khá khá rồi chứ. Cấp 19 à. Cái này. Đây rồi. Lên, thiên thần rồi. Thiên thần cấp cao rồi. Đây. Cái skill này là skill cho phép hồi sinh lập tức tất cả, để cái hình thằng người nó uốn cong cong kiểu là hồi sinh lập tức những đơn vị quân đã chết. Mình thì bây giờ là mình cái thành này có lẽ là mình sẽ phải phát triển cái công trình magic này lên rồi. Đây, để con Ola kia nó học phép đã. Mạnh đấy, nhưng mà chắc là chứ mình vẫn được. Nếu mà có thêm thiên thần thì có lẽ mình sẽ bỏ bớt một số các đơn vị quân cùi cùi đi nhỉ. Ai chà chà, ai chà chà, con thì vào đây. Trời ơi, ăn anh là dễ mày. Cho nó phát này. Ai già. Được cái là magic của mình bây giờ rất nhiều. Phép thuật của mình bây giờ này nó gần đội lính yếu yếu này của mình nhất, là phải bảo vệ trước. Người đá lên đây làm tường rồi, ánh xả chơi người đá mình. Mày á, ôi thường người đá của mình đa 400 rồi, lên đàm cao thật, tướng lên cấp phát nó cũng lên đàm. Phép thuật bóng đêm, bút phép thuật bóng đêm, ăn phát này là tuyệt vời luôn này, trúng hai thằng, không trúng được hai thằng ở đây. Úi trời ơi, đi một thằng luôn, bắn luôn, đi tiếp thằng nữa, hay quá. Rồi. Mấy thằng này. Ủa về sau này thì bắn tên. Thôi trận này đơn giản rồi, easy rồi.
phòng thủ, phòng thủ vật lý. Ui giời, bọn này chưa tiếp cận được mình. Mày luôn. Trận đánh của mình bây giờ toàn là mấy nghìn kinh nghiệm. Gỗ à? Gỗ đang nhiều rồi, còn thêm gỗ làm cái gì? À, visit mỗi một tuần chúng ta sẽ nhận được. Hồ vàng không ăn được rồi. Mốt đét thì ăn được. Thành thức 7. Tài nguyên đặc biệt đấy. Cái này tốn gỗ, à gỗ thì thoải mái đi. Nhà có điều kiện này. Gỗ thì nhà có điều kiện. Cái này tốn đá. Tốn mũi vàng, được. Qua lượt, qua lượt, qua lượt, qua lượt, qua lượt. Em này đâu rồi? Cái này nó thật rồi. Rồi đây, việc tiếp theo là có quân để cho em thiên thần lên đánh nhau à? Việc tiếp theo là chúng có thể nó chia quân sang nhau. Ôi ôi chết rồi. Thằng màu đỏ nó có mặt ở đây rồi. Anh em ơi, may quá mình nhớ kịp hồi. Hồi là ở đây. Các bạn di chuyển hai phe vào với nhau và có cái hình bắt tay này để các bạn có thể trao đổi với nhau. Đây, bây giờ thì mình sẽ cho con này nó đeo cái giày này. Bởi vì là đổi đồ sang đã. Bọn này thì mình sẽ chuyển hết quân sang bên thằng này. Rồi. Có vẻ là ổn. Mana thì con này hơi yếu. Không sao, tướng này của mình đeo đồ hơi mạnh đấy. Em này bây giờ có vừa lên được một skill gì đấy, 7 skill cả. Ô, nó đeo cái gì vào phát lên 7 skill này. Nó có cái gì nhỉ? Nó 7 skill thôi. Tuyệt thật. Rồi. Ôi nó, à nó chia sẻ kinh nghiệm cho nhau à? Nó đứng gần vào nhau, nó chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Rồi, có đủ quân phát là có thể lâu luôn, đánh được luôn. Để xem cái thằng đỏ này nó mạnh không nhá. Quá đầu, nó cũng nhiều quân phết đấy. Ôi, nhiều quân lắm. Chắc là mình phải về. Mà bây giờ phải chiếm được các công trình đặc biệt này thì mới có các cái tài nguyên đặc biệt chứ nhỉ? Có tài nguyên đặc biệt. Ăn thằng này đi. Lâu là ăn được mà. Em này về thành mua thiên thần ngay. Khả năng cao là em phải về thành mua thiên thần. 800 đồng mua luôn. Khẩn trương, kẻo thằng đỏ đỏ mình đã nhìn thấy nó đi đến biên giới rồi. Ôi ôi. Ôi. Nó ăn được cái thằng Titan ở đây rồi kìa. Thế là nó mạnh phết rồi đấy. Qua lượt, từ nhá xem nó như nào nhá. Nó bị chết khá nhiều quân rồi. Tướng của nó cấp 20. Cấp mình, tướng mình cấp 19. Kệ chứ, ăn được hết. Về thành mua thiên thần chưa? Mình còn đứng ở đây, nó còn không dám làm gì đâu. Uh-huh.
Ái chà, bổ sung đáng kể quân số vào đây rồi. Chúng ta có khá nhiều quân. 8 thằng pháp sư lửa. Lúc nãy mình có 4, bây giờ lên 8 thằng rồi. Thế thì gấp đôi rồi. Quân số chúng ta tăng gấp đôi rồi. Sợ đâu. Mấy thằng người đá này. Hai phe đều là người đá. 42 đồng chí pháp sư à. Phòng thủ đi em ơi. Quá là bắn được. Bắn được hai thằng người đá rồi. Được rồi, đa mạnh phết rồi đấy. Trời chết, mất có 13 máu thì bao giờ nó mới chết. Hay quá nhỉ. Rồi, nó đứng kiểu này là nó muốn ăn cả hai thằng ăn đòn đấy mà. Đúng rồi, nó muốn cả hai thằng ăn đòn. Ui ồ, không thấm vào đâu. Thằng ấy chỉ có nhiệm vụ bảo vệ quân. Phòng thủ phát nhỉ. Giết được có một thằng thôi, nên là phòng thủ đã tăng sản chỉ số phòng thủ này lên. Chắc thì nó sẽ đánh thằng người đá được thôi, chứ còn đánh được thằng nào đâu. Lượt sau nó mới có thể đánh được thằng nào. Tăng phòng thủ vật lý, phòng thủ cận chiến lên mà. Ôi, nó đánh sau lưng rồi. Quả này mất khá nhiều máu. Ôi, choáng rồi, chết mẹ, người đá mình bị choáng. Quân xong. Ôi. Cái thằng này chắc phải lên để phó tá tiếp rồi, không thể đứng ở nhà nữa rồi. Không thể đứng ở nhà được rồi. Không được, cái này nó tấn công trực diện luôn vào quân mình. Như này thì vẫn có thể hồi máu được. Úi dồi ôi. Chết 19 thằng luôn. Không sao. Chúng ta có thể dùng phép hồi sinh. Phát nữa. Nó cộng 50% đam cho bọn này à? Cái con này này. Nhưng mà nó được mua xin phép thuật của bóng tối lên. Ôi vãi. Người đá của mình cũng bị choáng. Hết choáng rồi, may quá. Là hồi sinh. Xem thằng nào nhây được hơn thằng nào thôi. Xem thằng nào nhây hơn thằng nào mà. Phòng thủ đi em ơi. Giết thằng này trước này. Tiếp. Khử. Tốt. Khử nó đã. Thế.
khép góc. Rồi. May hả bưởi. Cái mana của chúng ta bây giờ rất nhiều. Hồi được cho cả thằng gần đây rồi đấy. Tính là 102 như vậy. Mấy thằng kiếm thằng giáo binh này của mình. Bọn thủ đi em ơi, không cần phải đánh nhau đâu. Có người đá đứng đây. Nó bị vướng nên nó không đi được xuống dưới này đâu mà. Ồ, nó bị choáng rồi. Hay quá. À, phun rồi mà. Phun rồi thì nhấn vẫn ấn nhầm à? Thôi thử đi. Mình có nhiều lớp lính như để tấn công, không cần nhất thiết phải dùng mấy thằng đấy. Mày chết. Hay quá. Ai già, lên cấp rồi. 21.000 kinh nghiệm, vãi trưởng thật. Bây giờ lên skin cuối rồi. Chúng ta đã mắc cả 3 nhánh rồi. Skin cuối của 3 nhánh rồi. Hay quá. Nhập được thêm tài nguyên. Nào. Bây giờ thì à, hết tuần chúng ta sẽ lại vào cái này á, ăn mấy con này á để xem ý tứ thằng cái kia thế nào. À lâu, chúng ta ăn được rồi, lâu ăn được rồi. Đây này, ngắn nhất thằng này này, Academy. Nó mở đường thông xa rồi, có thể mình sẽ phải sang bên đấy mình khử nó. Có thể là như vậy, hoặc là mình sẽ phải chạy trước lên cái này City Hall lên để chúng ta có thêm tiền nữa. Tiền là quan trọng đấy. Bây giờ thì cái này chúng ta sẽ mua. Cái này thì nó chỉ mạnh về phòng thủ đây. Nhưng mà thành này thì chắc cũng ít có thằng nào được tấn công được nên mình cũng sợ lắm. Hero của chúng ta nó tăng khả năng giao thám. Bây giờ thì là lúc ổn mọi thứ rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ với bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.